và thưa tất cả các thầy cô, lớp hát chúng tôi gọi nôm na là lớp hát của học sinh cấp 2. Ngày hôm nay xin được báo cáo hai bài hát. Bài thứ nhất, Cây Vị Cẩm, và bài thứ hai, Đừng Ngồi Yên Trong Những Góc Tối. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.